lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam. Do đặc thù khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa và vị trí địa lý khí hướng nam hoặc các hướng lân cận như đông nam, tây nam là hướng thuận lợi nhất trong việc xây dựng nhà ở. Nhà xoay hướng nam buổi sáng tránh được nắng chiếu vào phía đông, buổi chiều không bị mặt trời nung đốt gay gắt phía tây, né được gió nóng phía tây, ít bị gió lạnh phương bắc. Mở cửa đón gió, đón điều kiện thiên nhiên tốt cho sinh hoạt của con người. Các tòa thành tuy mở cửa bốn hướng nhưng cổng chính lúc nào cũng là hướng nam để đón sinh khí. Ví dụ cổng ngọ môn có nghĩa là cửa phía nam. Ngày nay trong điều kiện đất đai đô thị khan hiếm và chật chội, những lô đất cất nhà không được hướng nam đều bất lợi cả sao. Chỉ cần khẳng định quan điểm thích nghi với điều kiện sẵn có để giải quyết. Cách thức xây dựng và nhu cầu ở hiện đại cũng có nhiều thay đổi. Ví dụ một ngôi nhà mặt chính hướng tây, nhà chuyên môn đã sử dụng các mảng che chắn để giúp giảm bức xạ gay gắt, đồng thời mở giếng trời cho các hướng đông và hướng nam bên hông để lấy gió ngoài và thoáng khí trong nhà, giải quyết các vấn đề về vi khí hậu trong điều kiện có thể.